Và ok, và hello và chào mừng quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. VT Riding ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video mini Wonder cùng với cả Hero Team và Mr. VT nhá. Hôm nay chúng ta đang có là Simmy, Sammy, Kuyon và Kabui, đậu xanh với con Ruby nó xuất hiện kìa. Alo. Tức là nhiệm vụ của chúng ta trong ngày hôm nay, từ bắt đầu đã, không nó đuổi mình chết. Nhiệm vụ của chúng ta trong ngày hôm nay là sẽ phải bảo vệ dân làng nha anh em, bảo vệ cái nhà này thì đúng hơn, gọi là bảo vệ dân làng đấy. Ủa bây giờ thì chúng ta sẽ phải lụm hoa này, lụm hoa xong vào nhà giống như kiểu chơi Plant vs Zombie, mọi người biết không? Đó, chúng ta sẽ mua thêm mấy cây này trồng ra, và sau đó thì chúng ta sẽ phải dùng mấy cái cây này để bảo vệ cái con đường này, cứ kiểu zombie nó tới thì chúng ta phải bắn nó luôn, như kiểu là mình phòng thủ ấy, mọi người hiểu chưa? Trời, game dễ. Ok. Giờ bây giờ thì chúng ta hãy cố gắng nhặt thật nhiều những cái mặt trời nào để chúng ta mua cây để phòng thủ cái con đường này. Và các bạn nhớ là để lại cho mình một like này, một subscribe cũng như ấn một cái chuông vào trong tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mới nhất anh em ơi. Ok, chúng ta cũng chỉ có 14 phút để bảo vệ cái khu dân làng này thôi. Cố lên mọi người ơi. Mua thêm cây nào. Mua thêm cây hoa hướng dương nào. Úi. Ê, sao mấy cái cây hoa hướng dương này nó giống Timmy đù mỗi khi mà nó bị ấy. Đi toilet đi. Bà Cà Mui bảo biết rồi, bắt sổ đồ như Timmy luôn rồi đấy. Cà Mui ơi, đừng lầm Timmy, Cà Mui ơi. Sợ gì đâu, nó yếu mà, yếu lắm. Thôi ơi, đừng lầm Timmy, không nó bảo mình đã xấu lại còn nóng vai ác. Chạy. Mà dùng nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đặt ra cái cây để phòng thủ nha. Mình sẽ đặt ở tuyến trên trước để cho nó bắn mấy cái con này bạn. Bắn đây, bắn đi con, bắn nó. Ôi, hình như mình giết zombie mình cũng được hoa hướng dương này mọi người. Bắn nó đi con. Bắn nó, tại sao mày không bắn? À đây, có bắn. Ui. Đáng ra đúng rồi. Ủa Simmy ơi, nhìn mặt mấy con zombie này giống Simmy vãi chuối. Simmy có đang xuống đâu. Cố lên. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình mua thêm cây hoa hướng dương nha. Chúng ta cần rất nhiều cây hoa hướng dương để giúp cho chúng ta có thể có thêm nhiều mặt trời hơn nữa nha mọi người. Mình sẽ mua một cây này, mua thêm cây nữa. Chuyển má, hết hoa mặt trời rồi. Lụm. Ủa, tụi mình phải mua nhiều hoa mặt trời. Camui đang cầm cái chảo để solo với con zombie các bạn ơi. Ok, mình sẽ trồng cây thêm nha. Mua thêm này. 1, 2. Ok, mua thêm một cây nữa rồi. Cố lên. Rồi mình đang trồng rất nhiều hoa mặt trời đây các bạn ơi, các bạn thấy không? Số lượng hoa đang tăng lên. Ui. Ôi. Công sức giết zombie này. Hình như là nếu mà theo quy luật ra là mấy con zombie này tí nữa là nó sẽ sinh ra thêm mấy cái con mà kiểu con khổng lồ cầm cái cây cột điện thì phải đúng không? Đúng rồi. Ở đây các bạn, có bạn nào đã chơi Plant vs Zombie chưa? Nếu như bạn chơi rồi thì nhớ để lại comment xuống dưới cho mình biết là bạn đã có kinh nghiệm về trò chơi này nha. Bây giờ thì mình sẽ mua một loại cây tiếp theo là loại cây bóng băng đi, để mình slow motion mấy con này lại. Đấy anh em, nước đi cực dài luôn. Đây, bắt đó. Cái gì mà cây bóng gì vậy? À không, một cây băng ba, bóng gì? À cây băng. Không. Cầm chảo lên nó. Băng nó. Mày. Thề luôn, nhìn mặt con này giống Simmy vãi chuối. Mấy con này nó bị sún răng á, giống như Simmy hôm vừa rồi mà mít liếp cả thần trời vì sún răng á. Hợp lý không? Sao bảo không hợp lý? Rồi. Ở đây mình đang thấy có mấy cái con khác nhìn trông khá là mạnh. Ví dụ con sinh vật, cái con đội mũ cối các bạn này. Con này chắc chắn là đứa con của đảng luôn, đội mũ cối. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đặt nó để cho nó bắn mấy cái con zombie này nhé bạn. Để cho Camui đó phải cầm chảo đi lệ nhau chúng nó nhìn khổ vậy chuối. Rồi, đây sẽ đặt ở đây đi. Bắn nó con. Sao chúng mày đứng nhìn nhau đây? Nhìn bắn đuối luôn á. Nó cầm cửa rồi. Bắn nó. Nó cầm cửa luôn kìa. Ôi nó vác là chắn chứ ba chứ vác cửa làm chi trời. Đấy, coi phải độc không ta? Coi phải độc đúng không? Ủa sao mấy cái hoa mặt trời này? Hình như đập mấy cái này như ra hướng dương đúng không? Đúng rồi, đập ra. Ồ, ở đây thì có một cái cây hoa trắng này Simmy ơi. Nó đốt ra cái đồng bạc để làm gì trời? Cái này mày có thể mua sống cho mình, xài luôn á. Tức là mình cầm súng mình bắn zombie luôn hả? Ờ. Ui giam ba con này cần gì súng, mình bắn cho nó phát một. Ok. Này, ok kéo xuống này. Chúng ta đang có có 8 xu, 8 đồng không đủ. Từ Kuyon với cả Kamui vẫn đang nhiệt tình để oánh mấy cái con zombie đấy nha các bạn. Cố lên nào. Em mua cái súng bét nhất luôn này chị ơi. Cái súng em bét nhất luôn à. Súng gì vậy? Súng đại bác. Đâu? Nè. Đây nè, em đặt à. Rồi lửa. Alo. Alo, bắn nổ luôn. Alo. Ui. Ê nhìn bà Kamui bà đứng ở cái bia mộ bà đứng mà gõ đầu zombie chơi hai trụ không? Tiến lên các con của ta, hay đi phá nhà đi. À, Kamui làm phản. Kamui làm phản anh em ơi, giết Kamui. Kamui làm phản, Kamui phản bội. Giết Kamui luôn đi, giết Kamui luôn. Kamui phản động, phản. Tí nữa Kamui phản động. Cách mà hai ngồi chờ. Kamui là kẻ phản bội em mọi người. Không tin được. Kamui ơi, cái gì đã trở thành con người gì vậy? Kamui chỉ giả vờ ra đánh mấy con zombie để lấy lòng tin của mọi người thôi, đừng tin.
Đáng sợ quá mọi người ơi, đáng sợ quá. Đáng sợ chưa, đáng sợ chưa, Camu chỉ đang giả vờ thôi. Camu chỉ đang chốc thôi, đừng tin. Ok, bây giờ mình sẽ mua một trứng sinh vật là cái con gì ấy. Ồ, tính ra có một cái con màu vàng nó còn đắt hơn con của phao cổ cu trao nuôi cu luôn. Đây này. Ủa đâu, con... Đây này, cái con màu vàng chóe này là con gì trời? Trứng sinh vật trong... Evinha Dorada. Kìa, em thấy zombie càng ngày càng nhiều rồi đó chị ơi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đặt phòng thủ ở dưới này để phòng trừ trường hợp chúng nó tiến đến quá gần nha bạn. Đặt ở đây đi. Là chúng ta sẽ đặt theo được từng cung đường một nha mọi người. Đây, mình sẽ mang cái hướng dương về mình đặt thêm. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đây này, mình sẽ đặt ở đây. Ồ, mấy con hướng dương này chỉ có ăn với ngủ thôi mà làm cũng xong. Ăn nhanh lên. Ý, ăn nhiều thêm mà chờ cho tao lộng cảnh. Mày. Vậy, vậy, mấy con hướng dương này không bằng cả phong cận. Riêng cho phong cận mà thảo hoa mặt trời thì phong cận thả phát một xô luôn này. Đó. Không cần là gọi là chiếc bộ vàng mà anh, trời ơi. Chiếc bộ vàng trong làng gọi đi toilet. Đó, ok, mình mua hai cái hoa này anh em. Mua luôn kìa. À, mua cái ba đầu. Đó, mua cái con quái vật ba đầu này hợp lý nhé. Hãy mua. Khói nó càng ngày càng đông luôn mà nó còn đa dạng. Well, my God. Có vẻ như là nó đang tấn công xuống gần gần mé mé đến cái bước đường dưới này rồi. Ôi, có con zombie mà nó đội cái đầu gạch này nhìn trông ra chuối. Ui, có zombie đầu gạch ghê lắm nha. Ui, ui, zombie đầu gạch. Những cái đầu gạch này, nó kiểu nó trâu hơn mấy con bình thường mọi người. Ồ. Thế là mình phải phòng thủ rồi. Bà Kemu có thể làm gì có ích cho cuộc đời hoặc là có ích cho Hero Team được không? À, em đang làm phản bội mà, ok anh buồn cười anh. Ok bạn. Ôi, chị đứng đó làm gì vậy? Mấy con zombie này hình như nó không có cắn, ok vậy? Ban đêm à? Ui, kìa thật là như ban đêm này nó búp hiệu ứng cho zombie sao mọi người ơi? Chết rồi. Nhiều zombie quá dị gai lắm kìa anh ơi. Anh nghĩ là bọn mình phải đép thêm ở nhà nữa đi bởi vì sợ là có một con zombie nào cũng cả nơi. Bót ra. Chết bót ra. Cái gì bót? Bót hả? Chung hả? Ui, chung. Mua thêm súng. Mua thêm súng này. Mua thêm mấy cái cây tào lao nữa này. Mua thêm một cái cây gọi là gì ta? Mua thêm một cái cây bắn đạn pháo đi. Đây, mua bắn đạn pháo để nó bắn lan. Rồi, chạy ra. Bố đâu? Ủa, bố đâu? Bót này, đó. Cái tên của ta là bót rồi, nhưng mà cái con đầu to này hả? Sao bố thì mặt ngu vậy? Thôi má bố thì mặt trông ngáo vậy? Ok, chết là bót rồi nè. Trời ơi, bót nhẹ hiu à. Hiu cách chết là sao vậy? Mấy trời? Con bót này ăn thua thì so với cả đội ngũ quân gọi là toàn hoa hứng, là hoa hòe, hoa sói của mình. Đây là đội ngũ của gọi là vịt hoa hồng. Mày chết rồi. Thấy chưa? Đây, đặt nó đây để cho nó bắn này. Tôi đặt thêm một khẩu pháo chính giữa này. Ra đây, bắn luôn. Ra đây, chơi luôn à. Hãy, ra đây. Ôi, cái này nó chuyển cảnh ban đêm hay sao ạ? Đúng không? Ban đêm và ban ngày đi anh. Tính ra mấy con zombie này vẫn chưa đủ sức để gọi là tiến vào sâu bên trong nhà của mình. Bọn mình quá khỏe rồi. Mình còn yếu. Tính ra là hôm nay mình chỉ cần rủ thêm một người vào quay là đủ rồi. Bạn là mình rủ thêm gọi là 4-5 thành viên Hero Team. Thế là 5 đánh 1 không chuột thì cũng phải khỏe. Phải chết rồi. Bọn này còn non lắm. Nè, như con zombie đầu gạch này. Ê, hình như là cây bên mình nó tự bắn bên mình hay sao trời. Ủa đâu ra vậy? Nè, mấy con cây bên mình tự gây đam hay sao ạ? Đợi lúc bị bắn trúng mà nó đó, bắn trúng á. Hồi nãy giờ em chưa thấy con boss nào mà nó phải gọi là hung dữ xíu vậy là. Ờ đúng rồi, phải xem mà sẽ xuất hiện ra một con mà to như TV á. Nó ra cắn phát lu cái là chết cả hàng cây. Đó, đúng cũng không biết là con boss đấy tên là gì. Ok, có súng riêng quá. Em biết là ông boss nào hả? Không phải, con boss đấy tên là boss Hương Bên Đèo. Mình biết ngay mà. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ mua thêm cái con trứng sinh vật Madadia này. Cái con này để giúp cho mình mua gì đây? Nó giúp cho chúng ta có thể nâng cấp súng anh em ơi. Ồ, vậy là tức là mình sẽ phải mua thêm mấy cái cây này nữa mọi người. Mua thêm để nó cho chúng ta mua súng này. Ồ, tức là bản thân mỗi người chúng ta cũng sẽ được gọi là nâng cấp súng. Xịn phát nhở. Được của nó, đây ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ra mình chồng nó thêm. Em có súng băng nè, ta đa. Andrew, xin mấy con qua xin nhá. Ok, vậy anh sẽ trồng thêm mấy cây này để mua súng. Ôi, mấy anh zombie này yếu quá, trời. Dăm ba con này đi qua cái con đường ngắn có tí tẹo này mà không qua được làm sao mà đứng được trong gió cuộc đời. Đó, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ trồng thêm cái cây băng nha. Có lẽ là chúng ta sẽ trồng luôn ở chỗ mạng này đi để cho chúng nó quạ nhau. Ủa, sao mọi người trồng kín hết đây? What the hell? Anh trồng quá, trời ơi. Em, tụi em nhanh đây, đó. Trồng ở đây đi, đấy. Ném nó. Em nó, mấy con này làm sao mà... Ôi, what the fuck? Xin mời, có con zombie bay, nó gắn bóng bay ở mông kìa. What the hell? Hello? Bay không nổi luôn trời, bóng bay bể rồi. À đúng, có con zombie nhảy lên, trở lên trên tường thành này mà xuống con. Có con nào đó... Ê, xin nhìn này, nhìn các bạn nhìn này. Ôi, có con zombie gắn bóng bay vào mông, nó bay này. Đè, đà, 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 đ
Cái mũi anh sao cái mũi lại mất mặt vô cái bông zombie vậy? Ê mọi người ơi, mọi người đừng để chết nha, zombie cắn mình cái là mình thua luôn á. Mình không có hồi sinh đâu. Ok. Đừng bày giỡn rồi nó chết đấy. Giết hổ, giết hổ. Bây giờ mình sẽ thử mua cái cây súng, là cây súng ba đầu của mình xem nha, xem cây súng ba đầu này nó có khỏe không. Giờ chúng ta sẽ bắn với con zombie như kiểu chúng ta bắn mù chim mèo. Hay. Hay. Ok, mua cây súng ba đầu này. Đó, mua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mua thêm một dàn phòng thủ nữa, đấy là cái cây kia. The hell. Ok, mua súng ba đầu thì ta phải mua thêm nhiều cây ba đầu. Mua thêm 8 cây ba đầu này. Dạ, chiến hồn. Hey. Mình chết rồi. Chết rồi. Mình zombie để chơi chán quá, thiệt tình. Bây giờ là mình sẽ chia nhây chúng nó, là mình sẽ đặt luôn cây ở cạnh. Ở dưới đất luôn, đặt cái dưới đất. Không, 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 được, không, được. Đặt cây dưới đất là cây chích qua luôn á. Ok, mình sẽ đặt cây ở bên rìa đi. Đấy, đặt cây bên rìa cho chúng nó nhổ. Hey. Nhổ đi các con. Để đi anh chặt hết đường em thôi. Ai cho bạn để cái chỗ để đi đây, chỗ để trồng cây. Ok. Ok. Bắn nó. Mình thắng rồi. Hey, hey, hey. Ô, cái chưa cạnh. Tới đầu kia nữa. Ê zombie con này mày. Ê zombie con này. Alo. Ôi mấy con kia. Ôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Các Simi giết zombie con rồi. Hey, hey. Simi bảo anh trẻ em. Ok bạn ơi, chúng ta chỉ còn 2 phút thôi. Cố lên. Xong quy rồi, sắp bảo vệ được cái dân làng rồi mọi người ơi. Cố lên. Hey, mày chết rồi. Mày không có thoát đâu, chạy tôi bị công tình yêu. Ồ, có ai có pháo bông không? Thì bắn lên trời xem có sáng không? Pháo bông hả? Ờ, pháo bông thì bắn lên trời xem có sáng không? Ê, mình nghĩ cho, pháo bông ban ngày đúng không? Đúng rồi, pháo bông ban ngày, không lẽ bạn định bắn pháo bông buổi trưa hay buổi chiều? Chắc có luôn rồi. Chắc có để mà bắn à? Tôi mùi lắc rồi. Ê, sáng rồi nè. Ok, trời đã sáng rồi em ơi. Ok. Rồi bây giờ bọn zombie sẽ là đến ngày tàn của bọn mày. Bây giờ mình sẽ dùng toàn bộ số tiền, mình sẽ mua cái khẩu súng cuối cùng nha anh em. Mua luôn khẩu súng cuối cùng nè. Súng này súng đắt nhất, VIP nhất ở dưới nè. Nhưng mà nhìn trông nó hơi tù. À, nó có hình dáng của một con zombie đội mũ cối. Gì cu gân? Ăn gì anh? Headshot zombie nè, headshot có 50 giây cuối cùng rồi. Súng bắn nhanh vào chuối. Ui. Súng bắn xả đạn nhanh vào chuối luôn anh em ạ. Ui. Hấp dẫn. Mày chết rồi. Mấy con Mr. Vịt tuyên bố mấy con zombie là mấy con đầu chuối vậy đâu. Hey. Cho mày chết. Ôi. Ê, có con đọc báo kìa. Thấy con đọc báo. Có con đọc báo này. Ê, ê, có con đọc báo này. Ê, có khi nào mấy giây cuối nó cho ra mấy con to to không ta? Không này là hết rồi nè. Có vẻ như là cái bạn chủ map này, bạn ấy lười, bạn ấy không build vào mấy con to to rồi. Map này thì khá là hay nha, nhưng mà mỗi tội là không có mấy con to to buồn quá. Chết rồi con. Chết đi. 10 giây cuối cùng. Sao quên lời, hello team sắp chống thị, chống thị thế giới ơi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 win. Vâng à, ok mọi người ơi, thì vừa rồi mình cùng với cả mèo Jimmy, Kujon, Sammy và Kamui đã cùng hoàn thành cái việc là bảo vệ dân làng ở trong mini world rồi. Các bạn có thấy màn chơi này hay không? Nếu mà thấy hay nhớ để cho Vịt một like, một subscribe nha. Và nếu như video này đạt trên 10.000 like, mình sẽ có một cái video cực kỳ đặc biệt để dành cho các bạn nha. Nhưng mà bắt buộc là phải trên 10.000 like video này mình mới tiết lộ nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.